Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola tại nhiều nước châu Phi, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào ngày hôm qua đã cảnh báo nguy cơ dịch bệnh nghiêm trọng lan rộng trong những tháng tới. Phát biểu với các phóng viên tại Geneva, Thụy Sĩ, ông Keiji Fukuda, quan chức phụ trách vấn đề an toàn sức khỏe của WHO nêu rõ, dịch bệnh có nguy cơ trở nên tồi tệ hơn trước khi có dấu hiệu tiến triển. Cơ quan này đã chuẩn bị sẵn sàng cho một đợt bùng phát ở mức cao và kéo dài trong nhiều tháng. Trước đó, cùng ngày, WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch bệnh nguy hiểm này trong bối cảnh virus Ebola lây lan nhanh chóng đến mức bất thường và đe dọa tới sức khỏe của người dân trên toàn thế giới, khiến cho gần 1.000 người thiệt mạng. Hiện Liberia và Nigeria đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc do dịch bệnh Ebola bùng phát.